Phần 3 quang học, chủ đề 25, hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Câu hỏi đầu bài như sau. Ở đây cô có hai cái ly. Cái ly thứ nhất là ly rỗng, có thể là bằng sứ, bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh. Thì các em nhìn vào ly này mình sẽ không thấy được đáy của cái ly. Nhưng khi mình đổ nước vào, nó là cái ly thứ hai đây nè. Cũng với cái góc nhìn như vậy ha. Khi các em đổ nước vào gần đầy nước thì em có thể thấy rằng nếu mình nhìn vào trong ly mình có thể thấy được một phần của đáy ly. Rồi tại sao lại như vậy? Thì hiện tượng này nó sẽ liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà mình sẽ tìm hiểu hôm nay. Một, thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Rồi người ta làm thí nghiệm như sau. Ở đây có một bình thủy tinh chứa nước, đây chứa nước bên trong này ha. Người ta sẽ chiếu một chùm tia sáng hẹp. Chùm sáng hẹp này mình có thể coi nó là một tia sáng. Rồi người ta sẽ chiếu nó từ không khí vào nước, sao cho cái tia sáng này nó đi từ không khí vào nước nè. Và tia sáng này nó phải nằm sát trên thành bình. Hoặc là các em có thể đặt vào đây một cái miếng thủy tinh là cái miếng màu vàng. Cô xin lỗi, một cái miếng bìa là cái miếng màu vàng mà các em thấy ở đây ha. Người ta chiếu làm sao cho tia sáng này đi sát trên mặt của miếng bìa. Thì có hiện tượng xảy ra là gì? Các em quan sát ngay tại cái mặt nước này nè, tức là ngay tại điểm Y này nè. Thì bình thường ha, bình thường lẽ ra là tia sáng nó sẽ đi theo đường thẳng như thế này. Theo định luật truyền thẳng của ánh sáng thì mình thấy là trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng sẽ truyền đi theo đường thẳng. Nhưng ở trong trường hợp này, ánh sáng truyền từ không khí qua nước thì ngay tại cái mặt phân cách, ngay tại điểm Y, tia sáng không truyền đi theo đường thẳng nữa mà nó sẽ bị đổi phương, truyền theo phương khác, không truyền theo phương cũ nữa ha. Hay người ta nói là nó bị gãy khúc tại cái mặt phân cách giữa hai môi trường đó. Thì trường hợp như vậy ta gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy ta làm nhận xét ở chỗ này. Tia sáng truyền trong không khí và trong nước là theo đường gì? Đây mình thấy nè. Truyền trong không khí ở đây ha. Không khí ở đây. Rồi truyền trong nước là ở đây. Trong hai môi trường này đều là đường thẳng hết. Vậy thì mình điền được vào từ chỗ này là đường thẳng. Nhưng tại điểm Y trên mặt phân cách thì tia sáng bị sao? Đây mình xem lại nè. Cái tia sáng chỗ này nó bị gãy khúc đúng không nhỉ? Hay nói đúng hơn là nó sẽ bị đổi phương á. Hai từ các em dùng từ nào cũng được. Vậy thì mình điền vào chỗ này. Tia sáng bị đổi phương. Hoặc mình có thể viết là bị gãy khúc. Ta gọi đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Rồi phần kết luận như sau. Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy thì ở đây nè, ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, có thể lấy ví dụ như là ánh sáng truyền từ không khí vào nước hoặc là truyền ngược lại từ nước ra không khí chẳng hạn. Hoặc là truyền từ không khí vào thủy tinh. Đó, thì những trường hợp như vậy đều xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng hết. Tức là ngay tại cái mặt phân cách giữa hai môi trường, tia sáng đều sẽ bị gãy khúc. Ta sang phần 2, một số khái niệm trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Rồi, tia sáng truyền từ không khí vào nước như trường hợp ở trên á, người ta vẽ ra hình 25.3 ở đây ha. Hình 25.3 mô tả trường hợp tia sáng bị khúc xạ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Thì môi trường số 1 người ta gọi là môi trường tới. Đây môi trường số 1 là môi trường ở phía trên này ha. Môi trường 2 gọi là môi trường khúc xạ. Đây. Rồi PQ là mặt phân cách. Đây là PQ này ha, mặt phân cách này. Nếu đây là nước thì PQ chính là mặt nước ha các em. Y là điểm tới. Đây điểm Y là điểm này. SI là tia tới, IK là tia khúc xạ. SI đây ha, SI đây, đây là tia tới nè. Còn IK, đây là tia khúc xạ. Vậy tới đây mình thấy rằng là
À, cái môi trường số 1 là môi trường chứa tia tới thì người ta sẽ gọi nó là môi trường tới. Còn môi trường thứ hai, môi trường ở dưới này, nó chứa tia khúc xạ nên người ta gọi nó là môi trường khúc xạ. À, vậy cái môi trường tới hay môi trường khúc xạ tùy vào việc là nó chứa cái tia nào. Tiếp theo, N phẩy là pháp tuyến. Nó là đường vuông góc với mặt phân cách tại điểm tới. Đây các em có thể thấy N N phẩy là pháp tuyến đây nè. Và cái đường này vuông góc với mặt phân cách tại điểm Y ha. Hay nói đúng hơn, góc chỗ này sẽ là góc vuông nè. Đó. Chỗ này là góc vuông nè. Bốn góc là góc vuông hết ha. Rồi. Góc Y là bằng góc SIN, người ta gọi là góc tới. Đây các em, đây là góc tới nè, góc tới Y là góc S. Là góc S nè. IN là góc Y là góc tới. Thứ hai, góc R là bằng góc KIN phẩy là góc khúc xạ. Đây góc dưới này, góc khúc xạ là góc này. Là góc hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến. Đó, tạo ra góc R. Góc R này chính là góc khúc xạ. Đây góc tới, đây góc khúc xạ. Tiếp theo, mặt phẳng chứa tia SI và IN thì gọi là mặt phẳng tới. Đây ha, cái mặt phẳng tạo bởi tia SI và tia IN là mặt phẳng tới nè. Rồi bây giờ câu hỏi như sau. Để cô đổi màu bút khác ha. Rồi màu vàng đi. Giờ cô xóa bớt cái hình trên này cho các em dễ nhìn nha. Rồi câu hỏi như sau. Góc tới là bao nhiêu khi tia tới hợp với mặt phân cách 30 độ? Tia tới SI, mặt phân cách PQ và người ta cho góc này bằng 30 độ. Vậy người ta hỏi em góc Y trên này bằng bao nhiêu độ? Mình tính được không nha? Tính được dựa vào đâu? Dựa vào pháp tuyến là đường vuông góc với lại mặt phân cách. Đó, góc lớn này là góc vuông, tức là bằng 90 độ. Mà bên dưới này bằng 30 độ rồi, vậy mình tính được góc Y ha, mình tính được góc tới Y. Tức là mình sẽ lấy 90 trừ 30 thì bằng 60. Đó, ở đây các em có thể ghi là Y bằng 90 độ trừ đi 30 độ bằng 60 độ. Rồi, câu thứ hai, góc tới là bao nhiêu khi tia tới vuông góc với mặt phân cách? Bây giờ là tia tới không truyền theo cái phương SI này nữa mà vuông góc với mặt phân cách luôn. Tức là sao? Truyền thẳng từ trên xuống dưới như thế này. Truyền thẳng từ trên xuống dưới như thế này trùng với đường pháp tuyến. Mà tia tới trùng với pháp tuyến thì góc tới sẽ bằng 0 độ. Được chưa? Góc tới bằng 0 độ ha. Y bằng 0 độ. Rồi câu hỏi tiếp theo, góc khúc xạ là bao nhiêu khi tia khúc xạ hợp với mặt phân cách là 50 độ? Tia khúc xạ đâu? Đây, tia khúc xạ IK, mặt phân cách PQ và người ta nói cái góc này bằng 50 độ. Thì người ta hỏi chúng ta rằng người ta hỏi chúng ta là góc khúc xạ lúc này bằng bao nhiêu? Góc khúc xạ là góc R ở đây nè các em. Đây ha, góc khúc xạ đây, góc này bằng bao nhiêu độ? Thì mình thấy tương tự nè, pháp tuyến vuông góc với mặt phân cách, mình có góc chỗ này. Góc chỗ này bằng 90 độ. Mà cái nửa này bằng 50 độ rồi, cái miếng bên này bằng 50 độ thì mình tính được góc chỗ này không? Tính được, đúng không? Nó giống như trường hợp ở trên ở câu A đó. Vậy sao? Khi này mình thấy là góc R, tức là góc khúc xạ này nè. Góc khúc xạ nó sẽ được tính là bằng các em lấy 90 độ trừ đi 50 độ thì bằng 40 độ. Đó, vậy lúc này là góc khúc xạ của chúng ta sẽ bằng 40 độ. Ta sang phần tiếp theo, phần 2, quan hệ giữa tia tới và tia khúc xạ. Thí nghiệm như sau. Đặt một tấm thủy tinh hình bán trụ, đây ha, hình bán trụ tức là nửa hình trụ đó. Trên một tấm bìa có vòng tròn chia độ tâm Y, tấm bìa ở ngoài đây, tâm Y chỗ này. Chiếu một tia sáng SI truyền trong không khí nằm sát trên mặt tấm bìa đến mặt phẳng của tấm thủy tinh tại điểm Y. Câu này có nghĩa là mình sẽ chiếu tia sáng
đi từ môi trường không khí đến mặt tấm bìa và truyền vào trong thủy tinh luôn. Đó, cái đường màu nâu nâu này là đường truyền của tia sáng này các em. Người ta hỏi chúng ta cái gì? À, nhưng mà mình nhớ là tia sáng này phải nằm trên mặt của tấm bìa ha, nằm sát trên mặt của tấm bìa luôn. Người ta hỏi mặt phẳng tới là mặt nào? À, như lúc nãy mình thấy ở trên á, mặt phẳng tới là mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến. Tia tới đây, pháp tuyến đây. Pháp tuyến nằm trên mặt tấm bìa. Tia tới thì lúc nãy người ta nói rằng chiếu tia sáng nằm sát trên mặt tấm bìa luôn. À, vậy ở đây mình thấy rằng mặt phẳng tới chính là mặt phẳng tấm bìa ha, mặt phẳng của tấm bìa. Rồi, đây chính là mặt phẳng tấm bìa. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là tia khúc xạ nằm trong mặt nào? Đây, tia khúc xạ này. Thì mình thấy rằng là nếu tia sáng của mình chiếu sát trên mặt tấm bìa thì tia khúc xạ cũng sẽ nằm trên mặt tấm bìa luôn, nằm sát trên mặt tấm bìa luôn ha. Rồi mình làm chỗ này được là tia khúc xạ nằm nằm trên mặt phẳng tấm bìa. À, vậy các em thấy nè, mặt phẳng tới là mặt phẳng tấm bìa, mà tia khúc xạ thì nó nằm trên mặt tấm bìa, nghĩa là tia khúc xạ nằm trên mặt phẳng tới luôn, tức là nằm trong mặt phẳng tới luôn ha. Góc tới và góc khúc xạ là những góc nào và góc nào lớn hơn? Rồi mình nhìn đây, góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến. Tia tới là SI, pháp tuyến là IN. IN hay là NN phẩy cũng được ha, nó cùng là một đường hết. Vậy góc tới là góc này nè. Đây ha, góc tới là góc này. Đó. Rồi mình ghi được chỗ này góc tới trước nè. Góc tới chính là góc SIN. Rồi, góc khúc xạ. Góc khúc xạ như lúc nãy ở trên người ta nói góc khúc xạ là góc hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến. Vậy nó chính là góc này. À, tia khúc xạ và pháp tuyến. Vậy nó chính là góc KIN phẩy. Mình ghi vào đây là K I N phẩy. Rồi K I N phẩy. Người ta hỏi là góc nào lớn hơn? Bây giờ các em so sánh hai góc này. Đây cô sẽ điền vào đây là góc Y ha, góc tới nè, đây là góc R nè. Bây giờ mình xem thử góc Y với góc R góc nào lớn hơn. Thì rõ ràng mình thấy là góc Y lớn hơn rồi. Rồi góc Y lớn hơn góc R. Đó. Tiếp theo, nếu tia sáng truyền trong không khí đến Y theo phương NY, đây trường hợp ngay chỗ này, tia sáng này trùng với lại đường pháp tuyến luôn, đó, truyền theo hướng này luôn. Thì người ta hỏi chúng ta là tia khúc xạ vào thủy tinh có phương nào? Vậy thì các em nhìn trên cái hình này, các em thấy là ánh sáng nó sẽ đi thẳng một đường ha. Đi thẳng theo một đường và trùng với lại tia NN phẩy, trùng với NN phẩy luôn. À đây, tia khúc xạ đi thẳng vào đây luôn. Vậy mình thấy rằng tia khúc xạ nó truyền theo phương IN phẩy. À, cô ghi ở đây ha, truyền theo phương IN phẩy. Vậy thì nhìn vào hình này mình thấy rằng nếu tia sáng mà chiếu vuông góc với mặt phân cách á thì sẽ không xảy ra hiện tượng khúc xạ. À, chiếu xuyên góc như bên này thì có hiện tượng khúc xạ nè. Còn chiếu thẳng ha, chiếu vuông góc như thế này thì sẽ không xảy ra hiện tượng khúc xạ đâu. Tức là tia sáng vẫn sẽ truyền đi theo đường thẳng như vậy. Tiếp theo, thực hiện lại thí nghiệm nhưng chiếu tia sáng nằm sát trên mặt tấm bìa đến mặt cong của tấm thủy tinh. Sao cho tia sáng truyền trong thủy tinh theo đường SI đến điểm Y rồi khúc xạ ra ngoài không khí theo đường IK? À, câu này có nghĩa là bây giờ người ta không không chiếu tia sáng từ không khí vào thủy tinh nữa, mà người ta chiếu ngược lại theo đường chỗ này. À, tức là đây nè, tia tới nè, truyền đến điểm Y. Truyền đến điểm Y rồi khúc xạ ra không khí theo tia IK. Đó. Vậy mấy bạn thấy nè, bây giờ ha. Bây giờ thủy tinh là môi trường chứa tia tới SI nên thủy tinh sẽ là môi trường tới.
và không khí chứa tia khúc xạ nên không khí sẽ là môi trường khúc xạ. Nó ngược với ở trên ha. Ở trên không khí là môi trường tới, thủy tinh là môi trường khúc xạ. Rồi câu hỏi là tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Nằm trong mặt nào? Vậy mình thấy tia tới nó nằm trong mặt tấm bìa, vậy thì tia khúc xạ cũng sẽ nằm trong mặt tấm bìa. Đây. Nằm trong mặt tấm bìa. Góc tới và góc khúc xạ là những góc nào và góc nào lớn hơn? Bây giờ mình lại nhìn lên đây. Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến. À, nên mình vẽ được góc tới là góc này. Y. Rồi. Góc khúc xạ là góc hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến. Tia khúc xạ là IK nè, pháp tuyến là IN phẩy nè. Vậy mình vẽ được góc khúc xạ đây. À, đây là góc R nè, góc khúc xạ nè. Vậy qua quan sát các em có thể thấy rằng lúc này góc khúc xạ R lớn hơn góc tới Y. Rồi vậy thì chúng ta viết vào chỗ này như sau. Góc tới đó chính là góc SIN. Và góc khúc xạ đó là góc K Y, N phẩy. Và lúc này mình thấy rằng góc khúc xạ R sẽ lớn hơn góc Y. Rồi, nếu tia sáng đi trong thủy tinh đến Y theo phương NY thì tia khúc xạ ra không khí có phương nào? Đây bây giờ người ta không có chiếu xuyên góc nữa mà người ta chiếu thẳng nè, thẳng theo đường NY luôn ha. Tức là chiếu vuông góc với cái mặt phân cách luôn. Đây, lúc này chiếu theo cái đường này nè các em. Đó, chiếu thẳng ha, chiếu vuông góc với mặt phân cách luôn thì mình thấy rằng là tia khúc xạ nó cũng sẽ đi thẳng ra theo phương ny phẩy, đi như thế này, thẳng ra theo phương ny phẩy, tức là lúc này không xảy ra hiện tượng khúc xạ. Vậy mình điền vào được chỗ này là có phương yn phẩy đây ha. Tia tới truyền theo NY thì tia khúc xạ sẽ truyền thẳng theo NY phẩy luôn, trùng với pháp tuyến luôn. Ta có kết luận như sau. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. Như ví dụ ở trên thì mình thấy tia khúc xạ nó nằm trong cái mặt phẳng của tấm bìa đó. Khi tia tới xuyên góc với mặt phân cách, tia sáng truyền từ không khí ra một môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Tia sáng được truyền từ môi trường trong suốt rắn hoặc lỏng ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Câu này mình sẽ phân tích như thế này nè. Tia sáng truyền từ không khí sang môi trường trong suốt, sang môi trường trong suốt khác. Vậy truyền từ không khí thì môi trường không khí sẽ là môi trường tới và nó chứa góc tới. Tia sáng bị khúc xạ sang môi trường trong suốt khác thì môi trường này sẽ là môi trường khúc xạ ha, là nó chứa góc khúc xạ nè. Và người ta nói góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Đây, tức là góc tới lớn hơn. Tương tự trường hợp phía dưới này. Ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt ra không khí, vậy ở môi trường trong suốt sẽ là môi trường tới ha, nó chứa góc tới. Còn chiếu ra không khí á thì không khí sẽ là môi trường khúc xạ và nó chứa góc khúc xạ. Người ta nói rằng góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới. Đây, R lớn hơn Y. Vậy qua hai cái điều này các em thấy rằng là cái góc nào mà nó nằm trong không khí nó sẽ lớn hơn. Nhớ nha, lưu ý cái này để làm bài tập ha. Đây nè, góc Y nằm trong không khí nó lớn hơn góc R. Xuống dưới này, góc R nằm trong không khí thì nó sẽ lớn hơn góc Y. Nhắc lại, góc nào nằm trong không khí nó sẽ lớn hơn. Rồi, khi tia tới vuông góc với mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách và không bị khúc xạ. Cái này là mình có làm ở trên rồi ha, tức là tia sáng truyền theo cái phương NY đó thì tia khúc xạ sẽ đi theo phương IN phẩy, tức là truyền thẳng luôn như vậy, không có bị khúc xạ, không có bị gãy khúc. Rồi giờ mình qua phần vận dụng.
Ta đã biết mắt nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt. Cái này ở lớp 7 mình đã học rồi. Điều kiện để nhìn thấy một vật là gì? Là phải có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta. Người ta yêu cầu chúng ta giải thích hiện tượng đầu bài. Nhìn vào một cái ly rỗng ta không thấy đáy ly. À, không thấy đáy ly thì sao? Thì là tại vì ánh sáng từ đáy ly nó không truyền được đến mắt ta vậy thôi. Nhưng khi đổ nước, đổ gần đầy nước vào ly thì ta có thể nhìn thấy được một phần đáy ly. Đây là hình hình B này ha. Khi các em đổ nước vào thì ánh sáng từ đáy ly nè, nó đi lên gặp mặt nước, nó sẽ bị khúc xạ và tia khúc xạ này truyền được đến mắt. Mắt vẫn đặt ở vị trí đó, được không? Nghĩa là ở này, nghĩa là lúc này nó có hiện tượng khúc xạ, tia sáng bị đổi phương thì mới truyền được đến mắt ha. Vậy mình trả lời được hoạt động số 4 như sau. Khi ly rỗng, ánh sáng từ đáy ly không truyền được đến mắt nên ta không nhìn thấy đáy ly. Còn khi ly chứa gần đầy nước thì sao? Ánh sáng từ đáy ly truyền đến mặt nước, bị khúc xạ tại mặt nước và tia khúc xạ này truyền được đến mắt ta nên ta nhìn thấy đáy ly. Hoạt động số 5. Khi tia sáng truyền đến mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì thường có cả hai hiện tượng, đó là hiện tượng phản xạ ánh sáng và hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ra tại mặt phân cách. Em hãy mô tả một số hiện tượng quan sát được trong thực tế cuộc sống để minh họa và giải thích điều đó. Ví dụ, cửa kính của một tòa nhà hoặc là mặt nước hồ. Rồi bây giờ các em quan sát hình 25.7A, cô sẽ giải thích cái hình này. Ở đây cô có một cái đèn. Đây ha, cô có một nguồn sáng, tức là một cái đèn. Từ cái đèn này phát ra một tia sáng. Đây, tia sáng này chiếu đến thủy tinh. Thì một phần của tia sáng bị khúc xạ vào trong thủy tinh. Một phần khác, đây là tại điểm tới nè ha các em. Tại điểm tới tại mặt phân cách nè. Một phần khác của tia sáng không đi vào trong thủy tinh mà bị hắt lại, truyền ra ngoài lại không khí. Đó, thì cái tia này là tia phản xạ. Đây nè, đây là khúc xạ ha. Còn cái tia mà bị hắt ngược lại, đây là phản xạ. Cái này các em đã học ở lớp 7 rồi. Đó, tức là đồng thời sẽ xảy ra hai hiện tượng. Rồi, đối với hình 25.7B cũng vậy ha. Ở đây nè, cô có tia sáng. Tia sáng tới là đi từ không khí. Đây, đi từ không khí đến mặt phân cách thì một phần của tia sáng sẽ bị khúc xạ vào trong nước. Đó, một phần tia sáng bị khúc xạ vào trong nước đi xuống đây, nhưng phần còn lại nó không khúc xạ mà nó sẽ bị hắt ngược lại môi trường không khí, truyền ra bên này, đi theo hướng này. Đó, thì cái tia này là tia phản xạ và tia này sẽ là tia khúc xạ, tức là ở đây cũng sẽ xảy ra đồng thời hai hiện tượng vừa phản xạ vừa khúc xạ. Rồi giờ mình sẽ lấy ví dụ trong thực tế. Hình 25.8, đây là cửa kính của một tòa nhà. Khi các em đứng ở ngoài, các em nhìn vào cửa kính á, thì mình có thể thấy được các đồ vật bên trong nhà, ví dụ như là bàn ghế nè ha. Mình thấy được đồ vật trong nhà nghĩa là sao? Nghĩa là ánh sáng từ bàn ghế này nó truyền đến cửa kính, bị khúc xạ tại cửa kính và tia khúc xạ đó truyền đến mắt ta. Do đó ta mới thấy được. Nghĩa là mình đã có hiện tượng khúc xạ rồi đó. Thứ hai, các em có thể thấy bóng của những cái cây cau này nó in trên cửa kính không? Những cây cau này là những cây cau ở bên ngoài tòa nhà. Là cảnh vật bên ngoài tòa nhà. Nó, mình thấy bóng của nó in lên đây nghĩa là sao? Nghĩa là ánh sáng từ cái cây cau á, nó chiếu đến cửa kính, nó bị phản xạ tại mặt kính và tia phản xạ này truyền đến mắt ta. Do đó ta mới thấy được hình ảnh của nó in trên cửa kính này. Vậy là ta đã chứng minh được là đã có thêm hiện tượng phản xạ nữa. Được chưa? Rồi tiếp hiện hình 25.9. Nhìn vào mặt hồ nước này, đầu tiên các em sẽ thấy được cá ở dưới nước. Khi thấy được cá ở dưới nước có nghĩa là ánh sáng từ cá truyền trong nước, truyền đến mặt nước thì bị khúc xạ. Khi truyền từ nước ra không khí đó các em, truyền từ nước ra không khí thì sẽ bị khúc xạ và tia khúc xạ đó truyền đến mắt ta.
À, vậy là ta thấy được cá ở đây là do hiện tượng khúc xạ nè. Tiếp theo là gì nữa? Ta thấy được bóng của các cây cỏ ở trên bờ in trên mặt hồ. Nghĩa là sao? Nghĩa là tia sáng đi từ cây cối này đến mặt hồ ha. Đến mặt hồ sau đó bị phản xạ lại và tia phản xạ này chiếu đến mắt ta. Do đó ta mới thấy được hình ảnh của những cái cây này in trên mặt hồ. Vậy tóm lại là gì? À, là vừa có hiện tượng khúc xạ là mình thấy được con cá nè. Vừa có hiện tượng phản xạ là mình thấy được bóng của cái cây trên mặt hồ nè. Đó, vậy là xảy ra cả hai hiện tượng ha. Ta trả lời được câu này như sau.